thứ tư sau Chúa Nhật 17 thường niên. Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời là cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy kính thưa cộng đoàn nước trời thật cao quý cao quý đến độ bất cứ ai cũng muốn đánh đổi tất cả để chiếm đoạt cho bằng được và từ bỏ tất cả để giành lấy bằng mọi giá nước trời là chính thiên chúa khi sống trong nước trời là lúc con người được chìm đắm trong bình an, tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, là được trao ban chính Chúa và được chia sẻ sự sống thần linh của Ngài. Trước hết, dụ ngôn kho báu. Theo lẽ thông thường, kho báu thì đáng quý, đáng trân trọng và bất cứ ai cũng khao khát và mong muốn chiếm hữu cho bằng được. Trong khi đó, nước trời thì cao quý hơn gấp vạn lần kho báu. Thế nhưng con người lại chạy theo tiền của, danh vọng, tiện nghi và vật chất. Họ dừng dưng và coi thường những giá trị của tin mừng. Thưa Cộng đoàn, trong cuộc sống, nhiều khi người tin hữu chẳng khao khát và cũng chẳng tha thiết gì đến đời sống đức tin. Chúng ta chỉ cố gắng chu toàn những bổn phận và trách nhiệm của mình vì thế tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người tín hữu đến với chúa để khám phá ra nước trời chính là kho báu vô tận cho cuộc đời chúng ta từ đó người tín hữu mới có thể từ bỏ tất cả đánh đổi tất cả để chiếm đoạt nước trời cho bằng được mà lòng vẫn vui sướng hân hoan vì được cả một kho báu vô tận thưa cộng đoàn, dụ ngôn viên ngọc quý. Ngọc quý đáng trân trọng và đáng ước ao. Thương gia là những người sành sỏi và biết nhận định giá trị của viên ngọc. Họ biết viên ngọc nào hơn hay kém, thật hay giả, đều quyết định dứt khoát và chọn lựa mua hay không mua viên ngọc quý đó. Cũng vậy, để có thể dẫn thân hoàn toàn cho Chúa, Người tín hữu cũng phải biết can đảm dứt khoát từ bỏ những gì đi ngược lại với giá trị của tin mừng. Bảo khôn ngoan nhận định Chúa chính là gia nghiệp là lẽ sống và là viên ngọc quý cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết rằng kho báu và viên ngọc hết sức hấp dẫn lòng mong muốn của con người. Nên người ta dễ dàng bán tất cả để mua được chúng trong khi đó nước trời là kho báu vô tận và đức giêsu là viên ngọc quý đích thật cho con người thì chúng ta thường ngần ngại và nuối tiếc khi phải từ bỏ và hy sinh những gì cản trở chúng ta do vậy người tín hữu phải xác tín đức giêsu chính là viên ngọc quý đích thật và nước trời là kho báu bền vững cho con người chỉ khi nào xác tín như vậy thì chúng ta mới hồn nhiên và vui tươi đánh đổi tất cả kho báu ở đời này để chiếm hữu cho bằng được kho báu bất diệt là nước trời và chính Chúa. Thưa Cộng đoàn, có Chúa là có tất cả và mất Chúa là mất tất cả. Xin cho người tín hữu không ngần ngại, không tiếc nuối khi Quảng Đại chọn Chúa là gia nghiệp chắc chắn cho cuộc đời của mình. Chúa chính là lẽ sống và là hạnh phúc duy nhất của chúng ta. Xin cho người tín hữu nhận ra rằng Chúa trội vượt hơn tất cả mọi sự trên trần gian này. Chúa là kho báu và là viên ngọc quý. Xin cho người tín hữu can đảm bán tất cả sự lười biếng, hèn nhát, lỗi phạm, và bán tất cả những đam mê bất chính của mình để tiến thác và cậy trông vào Chúa là mua lấy hạnh phúc nước trời cho mình. Ngõ hầu tâm hồn chúng ta được bình an trong tình yêu của Chúa. Thứ tư sau so Chúa Nhật 17 thường niên Tin mừng theo Thánh Matthew Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng người kia gặp được thì liền chôn giấu lại rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy nước trời là cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp tìm được một viên ngọc quý ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy kính thưa cộng đoàn nước trời thật cao quý cao quý đến độ bất cứ ai cũng muốn đánh đổi tất cả để chiếm đoạt cho bằng được và từ bỏ tất cả để giành lấy bằng mọi giá. Nước trời là chính Thiên Chúa. Khi sống trong nước trời là lúc con người được chìm đắm trong bình an, tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, là được trao ban chính Chúa và được chia sẻ sự sống thần linh của Ngài. Trước hết, dụ ngôn kho báu theo lẽ thông thường kho báu thì đáng quý đáng trân trọng và bất cứ ai cũng khao khát và mong muốn chiếm hữu cho bằng được trong khi đó nước trời thì cao quý hơn gấp vạn lần kho báu thế nhưng con người lại chạy theo tiền của nhân vọng tiện nghi và vật chất họ dửng dưng và coi thường những giá trị của tin mừng thưa cộng đoàn trong cuộc sống, nhiều khi người tín hữu chẳng khao khát và cũng chẳng tha thiết gì đến đời sống đức tin. Chúng ta chỉ cố gắng chu toàn những bổn phận và trách nhiệm của mình. Vì thế, tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người tín hữu đến với Chúa để khám phá ra nước trời chính là kho báu vô tận cho cuộc đời chúng ta. Từ đó, người tín hữu mới có thể từ bỏ tất cả đánh đổi tất cả để chiếm đoạt nước trời cho bằng được mà lòng vẫn vui sướng hân hoan vì được cả một kho báu vô tận thưa cộng đoàn dụ ngôn viên ngọc quý ngọc quý đáng trân trọng và đáng ước ao thương gia là những người sành sỏi và biết nhận định giá trị của viên ngọc Họ biết viên ngọc nào hơn hay kém, thật hay giả, đều quyết định dứt khoát và chọn lựa mua hay không mua viên ngọc quý đó. Cũng vậy, để có thể dẫn thân hoàn toàn cho Chúa, người tín hữu cũng phải biết can đảm, dứt khoát, từ bỏ những gì đi ngược lại với giá trị của tin mừng. Bảo khôn ngoan nhận định Chúa chính là gia nghiệp, là lẽ sống và là viên ngọc quý cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết rằng, kho báu và viên ngọc hết sức hấp dẫn lòng mong muốn của con người, nên người ta dễ dàng bán tất cả để mua được chúng. Trong khi đó, nước trời là kho báu vô tận và Đức Giêsu là viên ngọc quý đích thật cho con người, thì chúng ta từ ngần ngại và nuối tiếc khi phải từ bỏ và hy sinh những gì cản trở chúng ta. Do vậy, người tín hữu phải xác tín. Đức Giêsu chính là viên ngọc quý đích thật và nước trời là kho báu bền vững cho con người. Chỉ khi nào xác tín như vậy thì chúng ta mới hồn nhiên và vui tươi đánh đổi tất cả kho báu ở đời này để chiếm hữu trong bằng được kho báu bất diệt là nước trời và chính Chúa thưa cộng đoàn có chúa là có tất cả và mất chúa là mất tất cả xin cho người tín hữu không ngần ngại không tiếc nuối khi quảng đại chọn chúa là gia nghiệp chắc chắn cho cuộc đời của mình chúa chính là lẽ sống và là hạnh phúc duy nhất của chúng ta xin cho người tín hữu nhận ra rằng chúa trội vượt hơn tất cả mọi sự trên trần gian này chúa là kho báu và là viên ngọc quý xin cho người tín hữu can đảm bán tất cả sự lười biếng hèn nhát lỗi phạm và bán tất cả những đam mê bất chính của mình để tiến thác và cậy trông vào chúa là mua lấy hạnh phúc nước trời cho mình ngõ hầu tâm hồn chúng ta được bình an trong tình yêu của chúa